sẽ gửi tới quý vị ngay sau đây. Và tiết mục đã được giải B tại Liên hoan dân ca của tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Oh.
Xin được cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị dành cho tiết mục Trích đoàn Then Tày của nghệ nhân Hoàng Thị Phun. Và xin được trân trọng cảm ơn với phần tham gia của nghệ nhân nhân dân Nông Thị Lìm đến từ thị trấn Cao Lộc.